Các con muốn tìm lại được gia đình mình hả? Dạ. 1, 2, 3, hỏi. Tại sao An lại giành gia đình của Phượng chứ? Hai đứa trẻ mồ côi có chung ước mơ về một mái ấm gia đình. Định mệnh đưa Mỹ Phượng và Lê An gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Đây là cô Mỹ Phượng, con gái của ông Lâm, cố chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chúng ta. Đứa con gái thật sự của ông Lâm, đó chính là con Lê An. Khao khát một cuộc sống như nàng công chúa lọ lem khiến Mỹ Phượng bất chấp thủ đoạn, giành giật hạnh phúc với chính người bạn của mình. Hoàng tử đã chọn cô, chứ không phải chọn tôi. Mẹ là mẹ của con thật mà phụ. Tôi không có một người mẹ như vậy, không phải, không phải. Cùng với những pha hành động gay cấn, hấp dẫn, 30 tập phim Việt Nam Chiếc giày lọ lem sẽ lên sóng NTV vào 13 giờ 5 phút các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Mời quý khán giả đón xem.